Đây, rồi nhìn nó mày quá trời các bạn. Đây là ổ trứng đó nha các bạn. Đây là ổ trứng đó, để mình coi coi có trứng mày ngờ. Đây, ổ trứng này là trứng của con nhện này các bạn ơi. Bạn thấy không? Đấy. Trứng của con nhện này các bạn, nhện này nãy mình quay các bạn, thấy không? Đấy, trứng đó các bạn. Chạy các bạn thấy. Đây là ổ trứng các bạn. Đây có con không mày các bạn. Đây ổ trứng này nở rồi nha các bạn. Đang nở nha các bạn. Có con trong này nè các bạn ơi. Có con nha các bạn. Đấy các bạn thấy không? Có trứng nha các bạn thấy không? Hồi đang con nhện đó các bạn. Con nhện đó nè các bạn ơi. Thấy không các bạn? Thấy rồi nhện này bự rồi nãy nha các bạn. Đó đấy. Nghe còn thấy không? Đó, mình quay cận cảnh cho các bạn xem nè. Đấy các bạn thấy không? Đấy các bạn thấy không? Đấy các bạn thấy không? Khác luôn các bạn. Ổ nó quá trời luôn các bạn, quá trời ổ luôn. Đây là loài những nhỏ đấy nha các bạn, thấy không? Rồi những nhỏ to đây, đây chạy chạy này đấy, đang còn những nhỏ nha các bạn đây, đó đây, đây còn những nhỏ này đang những to này, mình đi cũng theo đang còn những nhỏ nữa nha các bạn đấy, ổn nghe này gần ổ luôn nha các bạn. Đây là ổ này coi nha. Ổ luôn nha các bạn. Đây còn nữa nè các bạn, thấy không? Thấy không các bạn? Đấy đây còn nữa. Mình không có cây gimbal các bạn ơi. Quay gimbal quay rung quá các bạn xem thông cảm nha các bạn. Chơi nhiều lắm bạn ơi. Đây nữa này các bạn. Thấy không? Đây, có cái hàng dơi các bạn. Đây con nhện nè các bạn ơi, con nhện bông gì mà chạy nè. Bông nè các bạn. Quá trời lồng nhện luôn các bạn, đây lồng nhện quá trời luôn. Đây nè, đây nè loài này, nãy giờ mình thấy như nó 4-5 loài nhện đây các bạn. Đây nữa, đây có loài nhện nhện bông các bạn. Đây thấy không? Đây nè, nhện bông này, đây là nhện mới mình mới thấy luôn các bạn. Thank you.
cái mình ổ luôn nha các bạn. Rồi giật sống trong đây lắm nha các bạn. Đây như một con nữa các bạn, con này giống như con nãy nha các bạn. Ôi đây con nhện to các bạn. Đây, đây là cái xác nó nha bạn. Đây là lột xác mặn lớn nha bạn. Đây các bạn thấy không, xác nó đây, đây nó đây các bạn ơi. Nhìn cái ổ nó đây luôn các bạn ơi. To các bạn. Con này to lắm nha các bạn. Để nó ta cái vô nè các bạn thấy không. Các bạn thấy không, những cái út của mình các bạn, mà mấy cái giò nó dài lắm nha các bạn, giò nó mà dài tới khoảng gần tóc nha các bạn, khoảng 7 cm nha các bạn, giò dài khoảng 7 cm nha các bạn, rồi nhà mình là bò giò nó dài khoảng 7 cm nha các bạn, thấy thấy không? Chạy 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 rồi con ở lên được cái lên ổ nha bạn. Ba bốn con luôn rồi. Đây hai con nha các bạn. Hai con này con được con cái nha các bạn. Con cái này nha các bạn. Nè, con này con cái nha các bạn, con này con đực. Con cái bụng nó bự nha các bạn. Con cái bụng bự nha các bạn. Cái giá cả đây là dây nữa là có một dáng mà cái này dây dáng dây dáng để mà thông. Đó, dây này
Gì còn là dây nha mày, dây nha mày. Cái nha mày. Rồi nhỏ nha mày. Khung nha các bạn, đi thẳng được các bạn ơi. Cái này nó thấp quá, đi thẳng không được, mình phải đi cao lên. Rồi mình thấy khung đó các bạn, trong đây nhện quá trời luôn. Nhện vào nha. Đây nè các bạn, quá trời luôn. Có lỗ nó đi trên chạy xuống. Trên nước chảy xuống nha bạn. Các bạn thấy sáng kia không bạn? Xa xa kia bạn, đây mình đứng ở giữa này nghe các bạn. Đấy. Ở đây sao rồi bạn? Mình lên trước nha các bạn. Dăng nữa này ơi. Gà cũng nhện. Đây con nhện đó. Đây con nhện bự như thế nào. Bự lắm. Đấy. Cái bộ đồng năm, bộ đồng năm khủng khiếp nha các bạn. Đây là này là mình có đập nha các bạn. Thank you.
không mệt các bạn ra đây đi khỏe. Cái mùa mưa là nước đây là ngập luôn đây các bạn. Ngập từ dưới chân trên luôn các bạn. Xanh lại ghê ha các bạn ơi. Ôi trời ơi. Ôi. Đúng quá các bạn. Trời ơi. Wow. Ô, chào các bạn nha. Các bạn thấy video hay nhớ like, share, ủng hộ mình nha các bạn. Bye, hẹn các bạn video sau nha các bạn.